Kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Vấn nạn tin giả ở đây không phải là vấn đề chỉ dành cho những người bên trong nước mà là ở hải ngoại này cũng rất là khốn khổ. Nó đã gây ra cho cộng đồng Việt Nam rất là nhiều vấn đề. Thế hệ cha mẹ và thế hệ con cái cũng nhiều khi cũng xung đột với nhau cũng vì những vấn đề tin giả, và cũng có ít người có thể phân biệt được cái tin nào giả, tin nào thật. Không phải là một cái vấn đề dễ dàng. Thuyết âm mưu và tin giả liên quan đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2020 đã đưa đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Tiếp theo là những vụ kiện tụng về kết quả bầu cử. Nó đã biến cái thể chế dân chủ Hoa Kỳ thành một trò cười cho cả thế giới. Vấn nạn tin giả trong cộng đồng người Việt. Trong vài ngày qua trước cái trong tháng 10 này đó, thì báo chí Việt nhắc nhiều đến tình trạng tin giả trong cộng đồng Việt Nam nhân cái việc YouTube chấm dứt không còn cho cái kênh mà King Channel và kênh Ngụy Vũ Radio phát hình trên diễn đàn của họ. Cháu quý vị biết tình trạng tin giả và hậu quả của nó trong cộng đồng Việt nghiêm trọng hơn nhiều người tưởng, bằng bằng cớ là hội người Mỹ gốc Việt cấp tiến gọi là Pivot đã lập ra Việt Fact Check để kiểm tra tin tức. Một số anh chị em trẻ học thức cao đã thành lập người thông dịch The Interpreter, TI, để dịch những bản tin từ tiếng Anh qua tiếng Việt cho những người chưa thông thạo Anh ngữ. Tổ chức thứ ba tương đối ít người biết hơn, nhưng cộng tác chặt chẽ với VFC và TI là Việt Fake News Buster, hay còn gọi là Fake News God FNC. Ba cái tổ chức trên đã giúp loại cái kênh mà King Channel và Ngụy Vũ Radio ra khỏi YouTube và sẽ còn đánh tiếp những nguồn tin giả khác. Những kẻ chủ trương bám vào những cái phương tiện truyền thông xã hội để sinh sống bằng cách tung tin giả, giật gân, gây tò mò, thu hút người Việt bình dân mà đa số ít học. Càng lôi cuốn nhiều người vào xem, những kẻ này càng kiếm được nhiều tiền hơn. Vài ngàn đô la mỗi tháng là chuyện thường. Và chúng tôi xin trình bày những cái bằng chứng tin giả nhé. Cái trang Fake News Corp trên Instagram lưu trữ nhiều bằng chứng về tin giả từ một số nguồn khác nhau. Sau đây là một vài cái thí dụ. Thí dụ như trong một cái đoạn video do FNC lưu trữ đó, thì ông Huy Đức tung tin rằng Đảng Dân Chủ đã tài trợ những cuộc tấn công vào người gốc Á Châu. Thưa quý vị, chắc là cũng nghe cái nạn kỳ thị Á Châu xảy ra cũng mấy tháng trước. Đây là những người cuồng Trump đó, ủng hộ Trump đó, họ họ đổ cho Đảng Dân Chủ hết. Đảng Dân Chủ đã trả tiền cho Black Lives Matter, BLM và Antifa để thực hiện những cuộc tấn công này. Huy Đức cũng nói rằng để ngăn chặn BLM tức là Black Lives Matter và Antifa tấn công những tòa nhà và bắn cảnh sát, Đảng Dân Chủ chuyển mục tiêu qua tấn công người Á Châu. Trong một đoạn video của Ngụy Vũ và Ken Phạm, Ngụy Vũ nói rằng bác sĩ Fauci là một con quỷ và không đồng ý bất cứ điều gì bác sĩ Fauci nói. Ngụy Vũ không tin là Covid có thể lây lan. Ngụy Vũ nghi ngờ sự hiểu biết về virus và uy tín của bác sĩ Fauci, một người đã làm việc trong ngành y tế Hoa Kỳ trên 50 năm. Một người tên Nguyễn trong một đoạn video mà FNC lưu trữ được nói rằng Mark Zuckerberg là cái chủ tịch Facebook đó, nhận Tập Cận Bình là cha ghẻ. Theo Nguyễn thì lý do Zuckerberg làm như vậy là để xin xâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Còn cô Bé Tí trên cái kênh Bé Tí Channel tường thuật rằng cảnh sát và thị trưởng của District Columbia đã giúp thành viên của Antifa xâm nhập vào trong tòa nhà Quốc hội. Bé Tí nói rằng thị trưởng Bowser đã chở 4 xe bus đầy những thành viên của Antifa để trà trộn vào đám người ủng hộ Tổng thống Trump tại cuộc biểu tình. Bé Tí cũng đề cập việc nhân viên FBI xác nhận đã thấy một chiếc xe bus đầy những thành viên của Antifa. Trong một đoạn video phổ biến trên YouTube, Sonia Olala gọi Tổng thống Biden là bảy đần, có nghĩa là ông bảy đần độn, và buộc tội Tổng thống Mỹ kết cấu chặt chẽ với Trung Quốc. Sonia nói rằng Biden không nhớ một điều gì trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, nhưng thuộc lòng bài diễn văn của Mao Trạch Đông. Trong một đoạn video khác trên YouTube, Ngụy Vũ nói rằng Bill Gates muốn tàn sát người hàng loạt để giảm nhân số trên thế giới.
và để dành chỗ cho những người thành công như Bill Gates. Ngụy Vũ tường thuật rằng để thực hiện kế hoạch này thì Bill Gates đã cần kiểm soát nước Mỹ trước hết. Sau đó Bill Gates sẽ dùng thuốc chủng và chế tạo nhiều virus khác nhau để tiêu diệt những nước nghèo. Bé tí Lưu bịa đặt ra chuyện rằng cơ quan CDC của chính phủ đã tìm thấy những chứng cớ rằng đeo khẩu trang thường xuyên sẽ dễ bị lây virus. Do đó, CDC thu hồi lại những khuyến cáo về khẩu trang đã phổ biến trước đây. Một vài thí dụ trên đây cho thấy những tin giả, đặc biệt về sức khỏe, rất là nguy hại. Những kẻ phổ biến tin giả tỏ ra thiếu trách nhiệm cộng đồng. Số kẻ tin giả không phải chỉ có vài móng, con số thủ phạm tin giả có thể lên đến vài chục mạng. Tôi xin giới thiệu thêm hai người chưa có trong hồ sơ của Fake News Corp làm thí dụ. Một nhân vật nổi bật trong đám tội tin giả này là thầy chùa Thích Thông Lai. Ấy, có vẻ vì nể nang ông mặc áo thụng vàng nên những cảnh sát chống tin giả chưa đụng tới ông. Một trong những bài nói chuyện với đệ tử, thầy chùa Thích Thông Lai lặp lại những tin giả đã phổ biến trên Epoch Times hay là Đại Kỷ Nguyên. Đó là những cái kênh chuyên môn phóng tin giả ra. Nó có thuyết âm mưu. Trong một cái đoạn video kéo dài 28 phút phổ biến vào ngày 31 tháng Giêng năm 2021, ông Thích Thông Lai nói nhiều chuyện chính trị linh tinh liên quan đến tân tổng thống Joe Biden, trong đó có vài điểm đặc biệt. Thứ nhất, ông khẳng định chính xác 100% rằng kể từ ngày nhậm chức 6 tháng Giêng 2021 thay vì đáng lẽ là 20 tháng Giêng năm 2021 cho đến ngày 30 tháng Giêng năm 2021, Tổng thống Biden chưa hề có mặt trong tòa Bạch Ốc. Ông Biden ký một vài sắc lệnh hành pháp ở một nơi nào khác dàn dựng giống tòa Bạch Ốc, chứ không phải thật sự là tòa Bạch Ốc. Ông có nói dốc như vậy đó. Thứ hai, Tổng thống Biden chưa được giữ chìa khóa nguyên tử. Theo ông Thích Thông Lai, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chắc chắn sẽ không bao giờ trao chìa khóa nguyên tử cho một người lú lẫn như Tổng thống Joe Biden. Ông này, ông chính phủ mà nghe ông này ông nói như vậy là không biết như thế nào nữa. Ai mà ở Mỹ nghe được cũng không thể nào mà tin ông được. Bộ trưởng quốc phòng làm gì mà có quyền trên luật pháp? Người ta đã bầu tổng thống rồi thì cái luật lệ cho phép tổng thống làm cái gì thì người ta có quyền đó. Kết thúc câu chuyện với các Phật tử trên YouTube, ông Thích Thông Lai tóm tắt rằng mọi người chưa thấy ông Biden trong tòa Bạch Ốc, chưa leo lên chiếc Air Force One, chưa từng duyệt quân danh dự, chưa từng tiếp một nguyên thủ quốc gia nào ở Nhà Trắng. Ông nói tiếp, chúng ta chưa thua. Cộng đồng Việt Nam, nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn thì không lớn. Nếu đứng lên, chống lại những vi hiến này sẽ bị nghiền nát. Chỉ bằng hãy dùng đôi mắt, cái đầu để theo dõi. Tôi nói ít, hy vọng quý vị hiểu nhiều. Trong một buổi tối nói chuyện về tình hình chính trị tại Mỹ với đệ tử, thu hình vào ngày 24 tháng Giêng năm 2021, thầy chùa Thích Thông Lai tung ra một tin bịa đặt rằng trước khi rời tòa Bạch Cung, cựu Tổng thống Obama đã ký hai sắc lệnh ân xá cho cá nhân ông và gia đình. Trái lại, Tổng thống Trump đã không ký sắc lệnh ân xá nào cho ông và gia đình. Điều này chứng tỏ rằng ông không làm gì sai và ông chưa đầu hàng. Rồi còn một nhân vật cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thường xuyên nói chuyện trên YouTube về những vấn đề thời sự, đó là ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Trong đoạn video phổ biến vào ngày 13 tháng Giêng 2021, ông Nghĩa nói về cuộc khủng hoảng bầu cử năm 2020 tại Hoa Kỳ. Ông đã đưa ra vài tin quan trọng sai sự thật. Thứ nhất, ông Nghĩa nói rằng ông Joe Biden đã chống người Việt tị nạn vào năm 1975. Hồ sơ của Quốc hội và của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chứng minh ngược lại, rằng ông Biden vào thời gian đó là một thượng nghị sĩ trẻ tuổi đã nhiệt tình giúp những chương trình tị nạn cho người Việt từ năm 1975 cho đến cuối thập niên 1980. Chính ông Biden cũng đã viết một bài cho Việt Báo vào tháng 10 năm 2020 để xác nhận về điều này. Theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Donald Trump kêu gọi dân chúng đi biểu tình ôn hòa. Điều này cũng sai sự thật luôn. Trong cái buổi tập họp trước Nhà Trắng vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, ông Trump đã kích động biểu tình bạo động khi ông kêu gọi mọi người biểu dương sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ như sau. Cho quý vị nào không có rành Anh ngữ thì có thể hiểu sơ sơ cái đại ý của cái đoạn nó như thế này. Chúng ta sẽ đi bộ xuống điện Capitol và chúng ta sẽ cổ vũ cho các thượng nghị sĩ dũng cảm
các dân biểu và phụ nữ, chúng ta sẽ có lẽ sẽ không cổ vũ nhiều cho một số người trong số họ, vì bạn sẽ không bao giờ lấy lại đất nước của chúng ta với sự yếu kém, tức là chê một số dân biểu nghị sĩ trong đó không dám mà làm liều đó, không dám làm liều theo lời của ông đề nghị đó. Bạn phải thể hiện sức mạnh và bạn phải mạnh mẽ. Chúng ta chiến đấu như địa ngục, và nếu không chiến đấu như địa ngục, bạn sẽ không còn đất nước nữa. Ông làm như là hễ không làm loạn lên là chúng ta mất nước, ý của ông là như vậy đó. Thế mà mấy ông Nghĩa này còn binh. Ngoài ra ông Nghĩa còn đưa ra một giả thuyết rằng vụ bạo động là một âm mưu phá hoại của phe chống ông Trump. Ông Nghĩa sai lầm cho rằng trong khi ông Trump còn đang đọc diễn văn trước Nhà Trắng, đã có những thành phần đáng nghi tấn công vào trụ sở Quốc hội, cảnh sát vui vẻ mở cửa cho họ vào. Chính nhóm thiểu số này đã gây ra bạo động và làm 5 người chết. Thế thì bây giờ, với những cái tin giả đó, thì bây giờ là báo chí Hoa Kỳ nhập cuộc. Gần đây thì có cái ông John Oliver đã thực hiện một cuộc điều tra về tin giả trong những cộng đồng thiểu số và dành 2 phút nói về King Channel và Ngụy Vũ Radio. Nhưng từ tháng 5 năm 2021 thì Ashley Lampard đã viết một bài về Ngụy Vũ cho mạng Vice World News. Trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Lampard qua email, Ngụy Vũ đã nói rằng ông không tham dự vào cuộc bạo loạn vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Nhưng sự thật là Ngụy Vũ không những đã tổ chức một đoàn biểu tình gồm khoảng 100 người mà còn theo đoàn người này vào trong DC như hình ảnh đã chứng minh. Và cũng theo bài báo của Lampard, Ngụy Vũ buộc những người trong đoàn biểu tình không được đeo khẩu trang, nếu không thì họ buộc phải ngồi lại trong xe bus. Lampard tường thuật thêm rằng vào cuối tháng 3 vừa qua, sau khi một kẻ bắn chết 8 người mà đa số có gốc Á Châu, thì Ngụy Vũ đã tung ra một giả thuyết rằng đảng Dân Chủ đã bày ra những tai nạn này, mặc dù việc kỳ thị người gốc Á Châu là một thực tế của cuộc sống và đại dịch Covid-19 đã làm cho việc kỳ thị trầm trọng hơn. Phần khác, những từ ngữ như là Kung Flu hay là Chinese Virus mà cựu Tổng thống Trump dùng cũng đã làm cho tình trạng tồi tệ hơn. Ngụy Vũ cho rằng vụ kỳ thị người Á Châu nếu có là vấn đề cá nhân, không phải là cộng đồng. Đấy. Ông còn nghi ngờ rằng nhiều người dùng những sự cố này để quyên góp tiền. Rồi còn Nick Nguyễn của cái nhóm Việt Pháp Jack đã viết thư tố cáo những đoạn video của Ngụy Vũ về việc phủ nhận kỳ thị người Á Châu. YouTube đã loại những video này. Nhưng từ đó Nick Nguyễn không có nhiều may mắn. Nhóm Fake News Corp cũng có một kinh nghiệm tương tự, có lúc thành công, có lúc không. YouTube có 20.000 người trên khắp thế giới, kể cả những người nói tiếng Việt, làm việc để kiểm tra nội dung, đặc biệt chú trọng đến những đề tài như là Covid-19, đề tài đáp xuống mặt trăng và loại những bài nào vi phạm luật của công ty. Nick Nguyễn cho rằng cần phải làm nhiều hơn để chống lại những tin giả trong cộng đồng nói ngôn ngữ không là tiếng Anh. YouTube chưa làm đủ trong lĩnh vực này và kỳ thị những người không nói tiếng Anh ở Hoa Kỳ. Họ chỉ chú ý tới tiếng Anh. Vì lý do này mà những người hoạt động chống tin giả trong cộng đồng Việt như là Nick Nguyễn đã liên lạc với một vài trang truyền thông Hoa Kỳ như là HBO, BuzzFeed News hay là Reddit để tạo áp lực với YouTube. Rachel Moran và Sarah Nguyễn tại University of Washington cũng đã bắt đầu nghiên cứu về việc loan truyền những tin giả từ những nhóm người Mỹ gốc Việt vào đầu năm nay sau cuộc bầu cử tổng thống. Họ nhận xét rằng đã có nhiều cuộc nghiên cứu về tin giả bằng tiếng Anh, nhưng có rất ít cố gắng về những ngôn ngữ khác. Nạn nhân của tin giả. Những người nghe, đọc tin giả thường xuyên đương nhiên trở thành nạn nhân trực tiếp của nó. Vladimir Lenin đã nói, "A lie told often enough becomes the truth." Có nghĩa là một cái lời nói dối mà cứ được lặp lại nhiều lần, nó trở nên sự thật. Theo một nghiên cứu về Covid-19, nếu đọc tin trên Facebook mỗi ngày, quý vị thuộc 86% số người chịu ảnh hưởng của tin giả loan truyền không kiểm soát bởi bạn bè thật hay ảo.
Nhóm thứ hai dễ trở thành nạn nhân của tin giả là những người trên 65 tuổi. Nhóm thứ ba là những người theo khuynh hướng bảo thủ, thường bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa và ủng hộ Trump. À, mấy cái này là tôi không có nè nha. Theo giáo sư Nguyễn Phương Mai tại Đại học Ứng dụng Amsterdam, giới tính không ảnh hưởng đến tin giả, nhưng tình trạng tâm thần là một yếu tố quan trọng. Lo âu hay giận dữ làm cho con người bất ổn, thiếu tự tin và dễ trở thành nạn nhân của tin giả. Người già không cảm thấy thoải mái trước những biến đổi nhanh chóng trong xã hội. Đối với người bảo thủ, quyền phá thai hay là quyền đồng tính luyến ái chính là những điều khó chấp nhận, rất là khó chấp nhận đối với họ. Đối với người ủng hộ ông Trump, e ngại của họ là di dân lấy việc làm của người da trắng. Còn đối với người Việt, mối lo sợ là thù hận là Cộng sản và Trung Quốc. Trước những đe dọa từ bên ngoài, nạn nhân dễ chấp nhận tin giả như một vũ khí để tự bảo vệ mình. Vậy thì nó có hậu quả? Hậu quả của tin giả là như thế nào? Theo một nghiên cứu của Pew Research Center, thuyết âm mưu và tin giả là một vấn nạn nghiêm trọng cho nước Mỹ hiện nay, hơn cả phân biệt chủng tộc, biến đổi khí hậu, nhập cư trái phép và khủng bố, tức là những vấn đề rất là lớn. Một số kênh đưa ra những tin sai lệch như là người đeo khẩu trang dễ bị nhiễm bệnh hơn, hay là tỷ lệ tử vong do COVID-19 bị thổi phồng và số người chết vì thuốc chích ngừa nhiều hơn số người chết vì COVID. Những tin này làm mất niềm tin vào những biện pháp chống COVID-19 của CDC và gây căng thẳng trong gia đình. Cô Michelle Phạm ở Nam California, một sinh viên học nghề y tá, cho biết bà mẹ của cô thề không chích vaccine. Sau khi cái đài King Radio nói thuốc chích ngừa có tế bào thai nhi, có người e ngại vì một tin giả nói rằng vaccine chứa đựng thiết bị theo dõi. Theo những bài đăng tải trên Facebook, người ta thấy rằng một số người Việt Nam tham gia vào cuộc bạo loạn 6 tháng Giêng vì họ không muốn nước Mỹ theo chủ nghĩa Cộng sản. Họ e sợ rằng tân Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ sẽ biến Hoa Kỳ thành nước xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tranh cử, những kênh tuyên truyền đã gieo mối sợ hãi này vào trong đầu những khán thính giả mà hầu hết là những người lớn tuổi với khả năng Anh ngữ rất là hạn chế. Tin giả loan truyền trong cộng đồng Việt Nam quá nhiều. Đây có thể là một trong những lý do tại sao cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng thiểu số duy nhất có số người ủng hộ Donald Trump cao hơn số người chống trong cuộc bầu cử năm 2020. Thuyết âm mưu đưa tin giả liên quan đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 đã đưa đến cuộc bạo loạn 6 tháng Giêng năm 2021. Tiếp theo là những vụ kiện tụng về kết quả bầu cử. Nó đã biến thể chế dân chủ Hoa Kỳ thành một trò cười cho cả thế giới, chia rẽ dân tộc sâu xa và đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng cho tới ngày nay. Kính chào tạm biệt khán thính giả, quý vị và các bạn. Xin hẹn lại lần sau.